Siêu tàu sân bay USS Grand Ford trị giá 13 tỷ USD của Mỹ. Được đưa vào hoạt động vào năm 2017, siêu tàu sân bay USS Grand Ford CVN-78 là chiếc dẫn đầu của lớp tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, được đặt theo tên của Tổng thống thứ 38 của Mỹ, Grand Ford, một siêu mẫu hạm, tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay. Tàu dài 337m, lượng choán nước đầy tải 100.000 tấn, rộng 78m, cao 76m, tốc độ trung bình 56 km/h, trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A-1B, tầm hoạt động không giới hạn. Tàu USS Grand Ford trị giá 13,3 tỷ đô la Mỹ, hiện là chiếc tàu có giá trị cao nhất của Mỹ và là chiếc đầu tiên trong số hàng không mẫu hạm lớp Ford mới nhất của Hải quân Mỹ. Chúng có thể chở nhiều loại máy bay hơn và vận hành với ít thủy thủ hơn so với các tàu khác. Con tàu sử dụng một hệ thống điện từ để phóng máy bay, thay thế máy phóng chạy bằng hơi nước. Nó được cho là có thể triển khai các nhiệm vụ bay nhiều hơn 30% so với tàu khác.